Cửa hàng nông ngư cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại 0337019191, 0974644973. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một con máy Estin MS170C. Đó. Hàng bãi nội địa. Cũng khá là đẹp ha. À, 9 nút thì không có đến hết 9 nút. Nói chung là máy 3 ấy tầm 80-85% là ok, gì nguyên bản. Sẽ quay cho mọi người coi ha. Bồ rất là sáng. Làm xích này. Đây là tem của máy ha. Sản xuất 2014 70C. Hàng này thì cưa gia đình thì tuyệt vời. Đấy. Nhỏ gọn nhẹ, toàn đầu mổ không. Sau đây em sẽ giới thiệu sơ qua về các bộ phận chi tiết máy cho mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên đó là cái bộ khởi động này. Hàng này thì nó sẽ không khởi động bằng trợ lực mọi người nhé, không có trợ lực gì hết, giật bình thường thôi. Sử dụng cho đá cũng không có van giảm áp ở đây. Đó, giật nhẹ bình thường. Ở phía đây là phía châm xăng của máy. Cái góc này là bên châm nhớt thải để nuôi lam xích. Đó, nuôi lam xích ở đây. Trên đây là một cái tay thắng ha. Đó, tay thắng này. Phía dưới này có một con ốc. Ốc này là mình mở ra, mở ngược chiều kim đồng hồ ra là mình có thể nhấc được cái bộ phận bừng gió này ra. Để mình vệ sinh mình sang con linh tinh tùng ABC trong đó, hay buri nằm ngay đây. Ở phía dưới này là một cái cần e. Cần e này thì nó có 4 chức năng. Nước trên cùng là mình tắt, nước thứ hai là mình sử dụng, đây nước 2 y để sử dụng này. Mức thứ cuối cùng là đóng e lại, đóng e gió lại. Mức thứ ba là tự động bóp ga. Bóp ga này sẽ bật về mức thứ hai và xài bình thường. Thì những cái bước như muốn khởi động máy nguội khoảng 15-20 phút thì mọi người hãy bóp ga là lên và mọi người đóng cái e này xuống tận cùng. Sau đó tiến hành giật máy, nó nghe tiếng ho là một tiếng ho hoặc là ho nhẹ cái là mọi người hất lên một nấc. Khi hất lên một nấc là bắt đầu người giật tiếp tục, nó sẽ chạy vu vu xích lên là máy bóp vào phát là nó hồi về bình thường và sử dụng bình thường nha mọi người. Đó, hình thức khởi động nó là khi mà máy nguội khoảng 15-20 phút trở đi là nó là như vậy. Phía dưới là một phần bóp ga ha. Máy thì được sử dụng cao su nhúng rất là chắc chắn luôn. Cao su này hầu như là rất là ít hư, rất là bền chắc chắn. Phía bên mặt ốp lam thì nó được sử dụng ốp lam bằng mở tự động bằng tay, không sử dụng bằng tua vít để mở ốc vít mà sử dụng bằng tay khóa gạt. Đó, mở rất là tiện lợi, sử dụng leo trèo cây rất là hợp lý. Phía trên của nó là một cái bánh răng. Bánh răng này có tác dụng là để tăng xích. Thì muốn sử dụng được cái bánh răng này thì mọi người hãy nới con ốc này ngược chỉ kim đồng hồ ra, tức là nới lỏng ra đó. Sau đó là tăng theo ý muốn, tiến lên là sẽ đẩy cái lam ra ngoài, lùi xuống là kéo lùi lam lại. Thì nó cứ vậy là theo điều cái đà cái xích nó tăng xích muốn trùng hay như thế nào. Đó, đó cái xích đấy ha. Đấy. Rồi, đó là những các cái bộ phận chi tiết của máy, nó là như vậy. Máy thì là bằng tình trạng là zin nguyên bản. Giá cả thì để dưới phần mô tả video, khách hàng có thể tham khảo ở dưới phần mô tả video nha. Sau đây sẽ hướng dẫn mọi người cách mua hàng của bên em và cũng như quyền lợi của bên em như theo. Quý khách hàng mua hàng thì vui lòng đặt cọc trước thẻ cào 200.000, chuyển khoản trước 500.000, bên em miễn phí ship. Đó là hai hình thức mà quý khách hàng có thể đặt cọc mua hàng bên em. Quyền lợi khi quý hàng mua hàng bên em là sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng. Ngoài ra khi mua sản phẩm sẽ được tặng 3 món hàng tip mở buji ruộng, là những cái món mà em hay tặng. Nếu một trong những cái món đó mà nó hết thì bên em sẽ không tặng. Nói chung hàng tặng thì không phải cứ phải tặng bằng này món, nên là em có những cái món gì em tặng món đấy. Nhiều khi còn tặng 3 món thì có khi tặng 4 món cũng có, nên là không cần phải là đấy vì hàng tặng một người. Bên em lúc nào cũng có, nhưng có trường hợp là lúc nó không hay hết thì không có tặng quý khách hàng được, còn có là tặng hết. Khi mua hàng bên em thì quý khách sẽ được test tiếng máy, kiểm tra nổ thử thoải mái tẹt ga. Với điều kiện quý khách phải chuẩn bị xăng và nhớt
sẵn để khi nhân viên giao hàng gọi đến là mình hòa vào, mình pha, mình khởi kiểm tra các phụ tùng bên trong đấy nó có đầy đủ chưa, rồi tiến hành khởi động máy thì làm nhanh gọn nhẹ để cho nhân viên giao hàng còn đi giao những đơn hàng khác trong ngày, để tránh mất thời gian của bên nhân viên giao hàng, nên là mình hãy chuẩn bị sẵn. Nhân viên đến cái là alo, cái là mình khui hàng ra, mình khởi động. Thì cái cách khởi động vừa rồi em đã hướng dẫn đấy, ngồi 15 phút thì mọi người hãy tiến hành đóng e gió lại, bóp hết ga này, đóng e gió lại ha, giật vài tiếng ho, tiếng hắt lên một nước, rồi bắt đầu nó đúng quy trình, nó sẽ hú dài dài miếng găng tí rất lớn á, sẽ bóp lại nó hồi bình thường lại cho mình, thế thôi, rất là đơn giản, nó là như vậy. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mercosix qua hai đầu số 0337 019191 0974 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